Cựu mẫu Thiên Vân qua đời ở tuổi 40. Cựu người mẫu Thiên Vân, Hà Thị Vân vừa qua đời do bệnh u não, hưởng dương 40 tuổi. Siêu mẫu Hạ Vi cho biết, cựu người mẫu Thiên Vân qua đời do bị u não. Thiên Vân là lứa người mẫu đầu đời hoạt động ở Hải Phòng. Cô từng đoạt giải nhất khu vực miền Bắc cuộc thi siêu mẫu Việt Nam 2001. Cựu người mẫu Thiên Vân phát hiện bị u não cách đây 2 năm. Một năm nay dù phải nằm một chỗ, không đi lại được, nhưng Thiên Vân rất kiên cường. Cách đây một tuần tôi còn gọi điện FaceTime, nhưng Thiên Vân không nói chuyện được, chỉ nhìn tôi và rơi nước mắt. Đó là hình ảnh khiến tôi ám ảnh mãi. Dẫu biết rằng Thiên Vân phải đối diện bạo bệnh thì khó qua khỏi, nhưng hôm nay nghe tin chị ra đi, tôi thấy hụt hẫng vô cùng. Tôi sẽ nhớ mãi về chị Thiên Vân, nhớ những lần cùng nhau chạy show, những lần chị bảo vệ khi tôi phải về Hải Phòng diễn, nhớ những lần không có tiền bên nhau vẫn vui, còn bây giờ thì rất buồn. Siêu mẫu Hạ Vi nói.